Xin chào các bạn. Bây giờ 6 giờ rồi, Cường đi về. Hôm nay Cường lại đi ngoài tên 15, nên là sẽ quay video cho các bạn. Hôm nay Cường sẽ test cái góc quay mới, tâm sự các bạn về những ngày cuối năm. Mình chuẩn bị đón Tết âm lịch 2022 rồi. Bây giờ cũng chập choạng tối rồi các bạn. Để chạy trên đường có cái gì lại tâm sự các bạn ha. Hôm bữa làm cái video kia nhiều bạn bao nhiêu comment kêu chưa bán xe hả? Chưa bán các bạn ơi. Chưa bán. Cường vẫn làm vì đam mê đây. Đấy, xe của Cường chuẩn bị giao nè. 49A44596 Everest Titanium 1 cầu Full Black Edition Sport của anh Hoàng. Một chiếc này với lại một chiếc này nữa giao về Đắk Nông cho anh Trương Đức Lợi. Các bạn nào mà xem kênh YouTube của Cường á thì các bạn sẽ thấy được ngay cái xe này. Cường giao về chiếc đó là về Đắk Nông, còn chiếc này là về Đà Lạt cho anh Hoàng. Chiếc này đẹp lắm các bạn. Anh Hoàng làm rất là đẹp luôn. Full option đó để rắn. Tôi sẽ thớt lấy đi giao cho khách hàng. Ok, cái đó này là cái câu chuyện kinh doanh. Và bây giờ mình sẽ set up cái góc quay này cho bạn coi được thấy được không nha. Đây, có ai nhận ra chiếc Novo của Cường không? Nó vẫn nằm ở đây các bạn. Chiếc này để chạy hồ sơ, chiếc này để chạy từ nhà đến nơi công ty. Ở đây đi dòng phố thì đi tay ga nó tiện. Ok, nay test cho các bạn cái góc mới này coi được không nha. Góc này thì gắn ở trên ghi đông nè. Cường cũng chưa test cái góc này thực tế như thế nào, vừa cứ test sơ sơ chứ chưa quay một đoạn dài, không biết nó có ổn không. Hy vọng là nó ổn. Ok, bây giờ mình sẽ chạy từ công ty quận 8 về nhà quận 2. Mấy cái góc này nó rung dữ không ta. GoPro 8 này cũng chấm rung á, nhưng mà không biết sao. Cường vừa mới chỉnh lại cái góc các bạn. Cái góc nãy Cường nổi thêm một cái thanh nổi dài cho nó lùi ra đằng sau tí, nhưng mà nó không có chắc, nó rung. Mình thua. Chỉnh trực tiếp vô cái bát luôn thì ok nè. Cái góc này ok nè. Nãy test cho các bạn cái góc mới. Cái đặt vị trí này được cái đầu mình thoải mái lắm. Rồi cái nón full face nó nặng gần 2 kg rồi. Thêm cái GoPro với lại mic nữa. Cường gắn mic luôn cho nên là nó hơi nặng nếu mà gắn ở trên đầu. Còn gắn ở cái vị trí này thì nó rất là thoải mái luôn. Nhưng mà cái góc thì nó không có được cao, với lại nó không có được linh động bằng cái góc trên nón bảo hiểm. Góc ở trên ghi đông thì khi nào mình bẻ lái hay là mình nhìn những cái vật thể gì á thì cái đầu mình nhìn ở đâu thì cái camera nó không có nhìn được ở đó, mà nó chỉ đi theo cái ghi đông thôi. Đó nào mẹ nó. Dám đụng vô xe gương chiếu hậu của mình. Đấy, gái ngứa chạy hậu ghê. Chắc là đang gấp mà đi gặp người yêu hay sao á ta. Còn cái góc gắn ở ghi đông các bạn thấy sao? Cái góc này được cái là à, mà thích nhìn gương, nhìn đồng hồ, nhìn đá luôn á. Nguyên cái mặt đồng hồ luôn. Góc thì cũng được thoáng, cũng rất là thoáng. Yeah.
cái góc này mình thấy Racing Boy hay gánh ở cái góc này nè, đo speed, test speed, quay đồng hồ, nhưng mà một tên 15 người chạy chạy được bao nhiêu đó. GoPro mình để cái tốc độ khung hình 30 frame đó. Nó quay buổi tối rất là rõ các bạn, rất là sáng luôn á. Còn nếu mà để 60 khung hình trên giây thì nó sẽ mượt hơn, cái chuyển động cảnh nó sẽ mượt hơn, nhưng mà nó hấp thụ sáng, nó lấy sáng vô thì nó không có bằng 30 frame. Và 30 frame thì thấy nó cũng tương đối là mượt, tuy không bằng 60, tất nhiên là không bằng, nhưng mà nó cũng tạm ổn. Nhưng mà được cái hình ảnh nó đẹp thì cường chọn tốc độ khung hình là 30 frame. Cái góc cường lấy là Super View luôn các bạn. GoPro 8 là có Super View nha, siêu rộng, 60 khung hình trên 30 khung hình trên giây. Và cái góc mà cường hay làm, cường cũng chọn cái độ phân giải 4K luôn, anh em xem cho nó sướng. Các bạn thích MT15 này đó, có những cái video như này chưa cháy. Giờ MT15 không biết khi nào mới đi tour để review cho các bạn đây. Mấy ngày cuối năm công việc của bạn sao? Thì cái ngày này nó làm cho mình cái cảm giác mà nói là nó làm cho mình lúc nào cũng nôn nao nghĩ về Tết các bạn. Nôn nao nhanh nhanh Tết để nghỉ Tết. Cho nên là đi làm trong cái tâm thế là rất là muốn chơi, không muốn làm mà muốn chơi. Và may sao cái công việc của Cường làm vì đam mê. Cường bán xe vì đam mê, cho nên mình đi làm giống như là đi chơi vậy các bạn. Công việc của mình làm giống như đi chơi vậy đó, gặp khách hàng, nói chuyện với khách hàng, bán xe, đúng là cái sở trường, đúng là cái đam mê của mình. Mình thích xe đấy chứ, nhưng mà đi làm rất là nhàn luôn, đi làm rất là thoải mái, tự do, mình thích thì mình làm. Mà khi mà mình đã thích rồi mà mình làm thì nó lại càng hiệu quả hơn trong cái công việc của mình. Ví dụ như cái công việc mà mình làm mình cảm thấy nó không có phù hợp, mình làm cảm giác như là mình đang đối phó, thì nhiều khi cái hiệu quả nó mang lại không có cao, mà mình lại không có thoải mái nữa các bạn. Cho nên chọn được cái nghề mà nó đúng với lại cái sở thích của mình, đúng là cái đam mê của mình cũng khó, đúng không các bạn? Nhưng mà khi mà đã chọn được rồi thì các bạn đi làm nó rất thoải mái luôn, nó rất là happy. Mình đi làm mình rất là happy, lúc nào mình cũng muốn đi làm. Chắc các bạn cũng biết nè, Cường làm gì đúng không? Ai theo dõi kênh của Cường thì cũng biết rõ là Cường là đại diện kinh doanh Sài Gòn Ford, Cường bán xe Ford. Thực ra xe gì Cường cũng bán các bạn. Các bạn chỉ cần có nhu cầu cái xe gì cần Cường tư vấn thì Cường có mối quan hệ hết. Xe gì Cường cũng có, xe đã qua sử dụng, xe mới, xe tải, tất cả các hãng xe, xe gì cũng có. Các bạn thích alo là có. Còn Cường thì chuyên về Ford. Biên chế của Cường là ở Sài Gòn Ford. Odo của Cường 7.953 rồi, sắp thay nhớt này. 8.000 là mình sẽ thay nhớt. Nhớt sắp tới là phức Siculin, mình sẽ thay phức Siculin 5W40. Mình mua sẵn ở nhà rồi, giờ chờ đến km là thay thôi. Mà T15 thì thay nhớt rất là lâu luôn, tại vì cơ bản là do mình đi ít. Mình thay hồi đợt năm ngoái, hình như là năm ngoái mình đi Đà Lạt với team của Cường á, là hồi tháng tháng 9 hay tháng 10 gì á, tháng 9 hay tháng 10 không nhớ nữa. Là cái hồi đó còn thay á, có video trên YouTube cái kênh
của Cường cái chủ đề MT15 này có luôn á. Hồi đó thay nhớt sốt rồi động cơ luôn, thay chai Repsol Racing 5W40. Chai này thì chạy rất là bốc. Đó là cái chai mà nhớt trong xe Cường đang chạy đây nè. Chạy rất là bốc luôn các bạn. Và từ năm ngoái đến giờ là hơn một năm á, mà đến bây giờ mới phải mới thay lại á, tức là hơn một năm. Chính xác là khoảng 1 năm 3 tháng 3 tháng 4 tháng gì đó, 1 năm 4 tháng mới chạy được có 2.300 thôi. Hồi đó còn thay là 5.700 km, giờ 8.000 là 2.300, hơn năm chạy có 2.300 cây, chạy quá ít luôn. Cường đang đặt cái nghèm để mình đặt cái máy quay lên ô tô á. Vài bữa nó có cái nghèm nó về và Cường sẽ làm kiểu vlog như thế này, nhưng mà chạy eco for eco sport, cũng kiểu vừa đi vừa tâm sự với bạn này cho thực tế nè. Nhưng mà với Eco thì Cường mới mà, cho nên là có rất là nhiều cái mà mình Cường khi mình mua về mình chạy xe mình trải nghiệm á, thì mình nhận ra được thì có rất là nhiều cái để chia sẻ các bạn. Còn MT15 này Cường làm quá nhiều rồi, đâu đó cũng gần 100 video về cái MT15 này rồi. Các bạn đang có nhu cầu mua for Eco Sport hay là từ MT15 đổi lên Ford EcoSport thì sắp tới sẽ có rất nhiều video về EcoSport các bạn. Còn các bạn mà đang có dự định mua MT15 thì các bạn có thể vô kênh của Cường để xem lại cái series về MT15. Cường tắt riêng một cái series luôn, vô cái danh mục phát á, xong các bạn chọn cái MT15 là nguyên cái danh mục cho các bạn chọn luôn, tha hồ quẹo lựa luôn, nhiều lắm, cả trăm video nói về tất cả các khía cạnh luôn á. Hôm qua mới chích vaccine xong, giờ đi qua mấy cái gờ nó đau quá, nó nhức cái vai. Giờ tình hình phải sống chung với dịch rồi các bạn. Hôm qua thì Cường mới đi chích mũi bổ sung, mũi thứ 3. Thành phố Hồ Chí Minh thì đang trong giai đoạn là chích mũi bổ sung cho những ngành nghề công việc mà đặc thù tiếp xúc nhiều thì sẽ ưu tiên chích trước, và định hướng sẽ là chích toàn bộ dân số thành phố Hồ Chí Minh mũi 3 luôn. Cho nên không sớm thì muộn thì các bạn cũng phải chích thôi, về chích để hướng tới là các bạn thì bây giờ cũng hoạt động hết rồi, hoạt động hết 100%, chỉ có những cái quán bar hay là những cái mà nó không có thiết yếu lắm thì chưa hoạt động thôi. Quán bar, karaoke như là chưa hoạt động, còn lại cơ bản thì cũng hoạt động hết rồi. Sắp tới tuy là bây giờ đã phủ hết mũi 2 rồi nhưng mà tình hình dịch cũng rất là phức tạp các bạn. Ngày nào cả nước cũng mấy nghìn ca, nhưng mà buộc phải sống chung thôi, đâu có cách nào khác. Không biết cái con Covid này thì khi nào nó mới hết. Ghê thiệt, cái con này nó ghê thiệt các bạn. Tình hình cuối năm của 500 anh em MT15 như thế nào rồi? Comment ở bên dưới nha.
có gì hay chia sẻ nha các bạn. Cái video trước Cường quay MT15 comeback nhận được rất là nhiều comment của các bạn luôn. Các bạn cứ tưởng là Cường bán MT15 rồi. Nhưng mà chưa các bạn ơi, chưa các bạn ơi. Vẫn còn sống chung với đam mê. Đó là đam mê thì không bao giờ nó chết các bạn. Chỉ lúc này hay lúc khác thôi. Lâu lâu chạy MT15 vẫn cảm thấy rất là vui các bạn. Có tiền mở đổi lên MT09 chạy ở sướng. Các bạn chạy MT15 các bạn chán chưa? Cường đoán là nếu các bạn chạy nhiều chắc các bạn cũng chán rồi đó. Cái gì nó cũng chán thôi. Cái gì mình cũng muốn nó mạnh hơn, nhanh hơn. Đó là cái xu hướng tất yếu. Là sao né được. Chạy MT15 là cái vui khúc đó các bạn. Nó lên nhanh. MT15 là cái không lên 100 lẻ. Tầm số 4 kéo tầm 10.000 vòng tua là lên rồi. Mà được cái hậu yếu. Hậu con này thích. Thằng cứ đúng rồi, chạy cứ giảng cứ hai bơ và dắt 100, 120. Ngấp gió ngâm ga thì mới được 130, 140. Mà chạy kiểu đó mệt lắm. Cho nên mua MT15 về cái tốc độ mà các bạn phấn khích nhất là khoảng tầm 100 đổ lại. Rồi phải lên 100 lẻ.
Đường đẹp quá, chạy hơi lố, quên đường về nhà luôn. Công nhận cái nhớt Repsol Racing này chạy bốc ghê á. Máy nó nhẹ heo không? Để vài bữa đổi qua Phúc Cycling coi nó là sao. Tại lỡ mua rồi. Khúc này đường hẹp với đông rồi, không chạy nhanh được. Bò bò 5-60. MT 15 là cái chạy á, chạy ngáo ngáo ngáo. Chạy bên nào chạy bên đây. Chạy mà bên này quá bên kia. Đó là đường ghét nữa ông nội ghê đó. Nhiều khi người ta đang vượt cái đâm ngang qua cái ổ dứt cái nó luôn. Mà hỏi số tại sao nó xui. Lẹ ghê về tới nhà rồi. Hay về khúc này là cái khúc này container nó nhiều nên hay bị kẹt. Đó, đi ô tô, đi Eco Sport là đó, mất cũng 5-10 phút khúc này nè. Các bạn thích Cường làm chủ đề gì về MT15 thì comment nha. Cường sẽ tranh thủ làm cho các bạn, cố gắng tối đa. Nhiều khi công việc cũng bận rộn cho nên là không làm được. Cũng không biết suy nghĩ cái ý tưởng gì để làm cho các bạn. Thế thì tranh thủ mấy cái lúc rảnh rỗi chạy xe đi làm về nhà đi làm. Quay với các bạn là tâm sự nè. Nhưng cũng chả biết đi đâu giờ. Đi tour thì hơi khó. Đi ô tô thì hay bị kẹt xe, đi xe máy thì không bị kẹt xe mà bụi bặm nắng nôi, nhiều khi mắc mưa nữa. Đi xe máy thì đỡ mất thời gian hơn, nào cũng có lợi không lợi ha.
ngoài. Mẹ nó đã pha chứ, nó không biết cường ngắm đèn đèn chạy sáng hay sao á. Mình đang mở đèn cốt mà nó giảm pha mình pha lại ra cái. Về rồi các bạn, đó, thấy EcoSport của cường không? Bên tay phải đó. Cây gần về tới nè các bạn. Gắn cái mít ở trong này cho nên là phải cầm cái nón heo này nói cho các bạn nghe. Ok, bye các bạn nha. Đây tắm rửa nghỉ ngơi đây. Cần cường làm gì cả comment, cường sẽ làm chia sẻ các bạn. Ok, bye bye.